thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Sáng nay, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên nhằm thông báo về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cũng như lắng nghe, giải đáp kiến nghị của cử tri. Tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Đào Hồng Vận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã thông báo về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp trước đó. Các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc đều nhất trí đánh giá cao kết quả và nội dung của chương trình kỳ họp, đồng thời nêu ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số lĩnh vực được cử tri và người dân quan tâm, trong đó có vấn đề về phòng cháy, chữa cháy, sau khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thời gian qua, tháo gỡ chính sách tuyển dụng cán bộ công đoàn để có thể thu hút đội ngũ cán bộ công đoàn có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở, bất cập trong việc thành lập văn phòng công chứng, một số vấn đề về xây dựng và ban hành luật tư pháp người chưa thành niên, cũng như những khó khăn khi cần tiếp cận thông tin quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến góp ý của cử tri rất sâu sắc, đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội và phù hợp với những nội dung đang được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Khái quát về tình hình đất nước trong thời gian vừa qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mặc dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng công cuộc phát triển đất nước cũng đạt được nhiều thành tích rất tốt đẹp, toàn diện trong tất cả các mặt, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Hoạt động đối ngoại được duy trì tốt, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước với quốc tế. Kinh tế xã hội trong nước ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế nhìn chung phát triển với tốc độ rất tốt, sát với yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra. Chủ tịch nước đã giải đáp một cách cụ thể nhiều thắc mắc, kiến nghị của các cử tri, đồng thời khẳng định đa số các ý kiến phát biểu góp ý cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác lập pháp của Quốc hội. Nhấn mạnh từ thực tiễn, từ những vấn đề sôi động, nóng bỏng của đời sống xã hội, những vướng mắc, bất cập của cử tri đã có những kiến nghị rất xác đáng, rất tâm huyết, đề cập đến nhiều lĩnh vực. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay tại nhà Quốc hội Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik. Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần thúc đẩy việc cụ thể hóa quan hệ song phương theo khuôn khổ mới. Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ cùng Quốc hội Việt Nam hỗ trợ chính phủ hai nước trong việc thực hiện hiệu quả và thực chất chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới và thúc đẩy hợp tác về an ninh kinh tế, kết nối nguồn nhân lực. Cảm ơn Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị và chu đáo. Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền lời chúc mừng, lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik và bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành công hơn nữa, góp phần ngày càng nâng cao vị thế tại khu vực và quốc tế. Trong đó, Quốc hội Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, thực chất trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với những kết quả tích cực về thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa quốc hội hai nước trong thời gian tới thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lập pháp, xây dựng thể chế, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc hỗ trợ chính phủ hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó có việc hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt 100 tỷ đô la vào năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, ủng hộ và thông qua các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Cũng tại cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik. Chủ tịch Woo Won-sik đã vui vẻ nhận lời. Tiếp tục kỳ họp thứ 17 khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thảo luận về một số nội dung quan trọng như công tác phòng cháy chữa cháy, đề án tổng thể đầu tư xây dựng đường sắt đô thị. Chiều nay, báo cáo về đề án tổng thể đầu tư xây dựng đường sắt đô thị, nhiều đại biểu đánh giá đây là dự án rất lớn, rất phức tạp, kinh phí hơn 50 tỷ đô la Mỹ với gần 500 km.
Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố chưa có đủ căn cứ pháp lý, do đó chưa đủ điều kiện để Hội đồng nhân dân thành phố ban hành một nghị quyết riêng cho đề án này. Thì chúng tôi thấy rằng những cái căn cứ này thì nó chưa thật sự là yên tâm để thông qua, và quan điểm cá nhân tôi đề xuất là chúng ta nên cho ý kiến về đề án này, vì rất nhiều các cái cơ chế chính sách, đặc biệt là phân kỳ đầu tư, trong cái bối cảnh chúng ta chưa xem xét đến kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng như là kế hoạch tài chính trung hạn, và nhiều nội dung là thuộc trách nhiệm đề xuất báo cáo với Quốc hội, ví dụ như vốn ODA, ví dụ như là chúng ta phát hành để vay lại vượt quá cái tỷ lệ nợ công. Thì tất cả những nội dung đấy chúng tôi thấy là nếu như chúng ta thông qua thì nó chưa đủ cơ sở. Đề án cụ thể thì chúng tôi cũng chưa tiếp cận trực tiếp. Và hôm nay qua ý kiến của các vị đại biểu trao đổi thì tôi thấy, và ý kiến của chủ tọa, tôi cũng hoàn toàn thống nhất cái quan điểm là chúng ta ở đây là đưa ra những cái chủ trương để cho Ủy ban thành phố có những cái nghiên cứu và có những cái đề xuất trực tiếp lên các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó trong sáng nay, 100% đại biểu đã thông qua đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đề án, Hà Nội đặt mục tiêu 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa có lối thoát nạn thứ hai, phải mở lối thoát nạn thứ hai, di rời các cơ sở hóa chất trong khu dân cư đến khu cụm công nghiệp phù hợp quy hoạch của ngành công thương, đôn đốc 100% cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy. Đến năm 2030, hoàn thành lắp đặt hơn 3.000 trụ chữa cháy ngoài trời, khoảng gần 9.500 tuyến đường, phố, ngõ, ngách có chiều sâu hơn 200 mét, có phương án bổ sung đường ống cấp nước, trụ hoặc họng tiếp nước, hoàn thành khoảng 433 bể cạn, trạm bơm chữa cháy tại các khu vực công cộng, 4 bể lấy nước, 900 hố thu nước chữa cháy thuộc khu dân cư nguy hiểm cháy nổ. Tiếp tục chương trình là tin tức đáng chú ý khác. Kiểm toán nhà nước đã chuyển 40 vụ việc sang cơ quan điều tra trong nhiều năm thực hiện kiểm toán. Riêng trong năm 2022 đã chuyển 7 vụ việc. Đây là thông tin được lãnh đạo kiểm toán nhà nước đưa ra tại buổi họp báo công bố công khai báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2023 và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Theo báo cáo do Kiểm toán Nhà nước công bố, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng thu, giảm chi đáng kể cho ngân sách nhà nước. Nhiều chính sách pháp luật, cơ chế chưa phù hợp qua kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ. Đáng chú ý, năm 2022, thực hiện kiểm toán việc sử dụng tài nguyên khoáng sản của thành phố Hải Phòng, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện dấu hiệu tội phạm. Theo đúng trình tự, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 7 vụ việc sang cơ quan điều tra. Tất cả các sai sót đều được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị phù hợp, chặt chẽ, đầy đủ. Đến nay, đã có 2 vụ việc được cơ quan công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố. Kiểm toán Nhà nước cũng khẳng định các phiên giải trình của Kiểm toán Nhà nước đã mang lại kết quả tích cực, đặc biệt nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan và các địa phương trong việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Những kết quả này góp phần quan trọng cho công tác phòng chống tham nhũng, kịp thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp phát hiện sai sót, bất cập để có phương án khắc phục. Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán nhà nước cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận kiến nghị kiểm toán, đồng thời đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Dư địa cho hoạt động xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam ra các thị trường quốc tế còn rất lớn và kỳ vọng tăng trưởng thương mại cả năm sẽ đạt mức 6%, thậm chí cao hơn nữa. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long tại hội nghị sơ kết hoạt động xúc tiến xuất khẩu 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo số liệu ước tính của Liên Bộ Tài chính Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 369,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 189,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2%. Nhập khẩu ước đạt 180,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,1%. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó tập trung thúc đẩy ở mức cao nhất chương trình chuyển đổi số và kết nối doanh nghiệp cùng sản phẩm của doanh nghiệp, đặc biệt là hàng nông thủy sản của Việt Nam tới hệ thống thương vụ Việt Nam tại các quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm,
tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Hiện Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng thương mại. Bộ Công Thương thì cũng đang xây dựng rất nhiều những cái văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, làm thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ các địa phương trong cái công tác hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và trong công tác xúc tiến thương mại nói riêng. Có một số những cái điểm mới thì trong cái giao ban vừa rồi thì cũng đã có cái sự thống nhất rất là cao trong cái hội nghị. Đấy là cần phải làm thế nào phổ biến thông tin đến cho doanh nghiệp, đến cho địa phương những cái gọi là nội dung quan trọng nhất của những cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là đối với cả những thị trường quan trọng. Cái điểm thứ hai đấy là thông qua các cái hoạt động xúc tiến thương mại thì phải có trọng tâm, trọng điểm và phải có kế hoạch rất là cụ thể. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại không chỉ được thực hiện ở nước ngoài mà còn ở cả thị trường trong nước. Điểm mấu chốt là phải kết hợp đẩy mạnh liên kết vùng, địa phương, liên kết ngành hàng, các hiệp hội để gia tăng cơ hội và năng lực cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. Tính đến 14 giờ chiều ngày 1 tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức hưởng mới tới hơn 60% tổng số người hưởng, tương đương gần 2 triệu người. Trong đó, về cơ bản, người hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đã được chi trả theo mức hưởng mới. Những người già yếu, không đi lại được, được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp tại nhà. Với quyết tâm để người thụ hưởng nhận chế độ nhanh nhất, kịp thời nhất, hiện ngành bảo hiểm xã hội đang tiếp tục chi trả cho tất cả người hưởng theo quy định. Tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu khoảng 902.000 tấn, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6, Việt Nam chỉ xuất đi 85.000 tấn cà phê, giảm 40% cà phê xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, nguồn cung cà phê trong nước gần như đã cạn, hàng tồn kho của doanh nghiệp và nông dân không nhiều. Thế nên, lượng xuất khẩu từ nay đến cuối tháng 9 năm 2024 sẽ giảm dần, mặc dù giá cà phê đang neo ở mức cao kỷ lục. Còn đối với mặt hàng thủy sản, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nửa đầu năm nay, xuất khẩu tôm mang về hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tôm chân trắng đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ 3%, tôm sú đạt trên 200 triệu đô la Mỹ, giảm 10%. Riêng xuất khẩu tôm hùm tăng mạnh gấp 57 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 130 triệu đô la Mỹ. Hiện Trung Quốc là thị trường nhập khẩu tôm hùm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 98-99%. Thưa quý vị, sau gần 7 năm nỗ lực triển khai các giải pháp gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản đánh bắt của Việt Nam, qua 4 đợt thanh tra, đến nay tình hình chống khai thác IUU đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, nhiều giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng của EC vào cuối năm 2024 đang được tích cực triển khai, trong đó tập trung nâng cao nhận thức, hành vi của ngư dân trong việc chống khai thác IUU. Đây là hình ảnh quen thuộc tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang. Trước và sau mỗi chuyến đi, các ngư dân đều nghiêm chỉnh thực hiện việc khai báo cho cơ quan chức năng. Tất cả các tàu cá ra khơi đều phải có nhật ký khai thác, máy giám sát hành trình. Những quy định về chống khai thác IUU đã được các lực lượng chức năng tại cảng tích cực tuyên truyền, phổ biến cho người dân. Nó có máy giám sát hành trình, nó khi mà mình đi đâu là ở chỉ cột là họ mở máy lên họ thấy biết. Ví dụ mình gần vạch hoặc là gần ranh giới của nước ngoài là máy báo về người nhà báo ra lại hoặc là nó điện trực tiếp ra ngoài đó. Trường hợp nên mình gần là máy nó kêu, máy nó báo là gần cái vạch vi phạm nước ngoài. Mình làm có biển của mình thôi, ra Trường Sa là mình cũng vòng vòng ở Trường Sa thôi chứ đâu có hết đi đâu. Mình đâu có dám đi đâu mà xâm phạm nước ngoài. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng ngư dân, quyết tâm sớm khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao, thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh để đưa vào diện quản lý, theo dõi đặc biệt. Công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát tại cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác được thực hiện chặt chẽ theo quy định. Anh em trực thì cũng kiểm soát chặt chẽ và rất là kiên quyết, không để các cái tình trạng mà tàu cá vi phạm IUU bốc rỡ thủy sản. Chúng tôi cũng phối hợp với cái cơ quan chức năng
đặc biệt là trên cầu thủy sản và bộ đội biên phòng. Nếu các cái tàu mà có cái dấu hiệu thì ban quản lý sẽ làm cái thông báo gửi cho cơ quan chức năng để xử lý theo cái quy định. Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của ngư dân trong công tác chống khai thác IUU, hiện nay các lực lượng kiểm ngư, bộ đội biên phòng cũng tăng cường công tác tuần tra trên các vùng biển khơi, khu vực giáp danh với các nước. Qua đó nhằm ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, cũng như kịp thời cứu hộ, cứu nạn tàu cá Việt Nam khi gặp sự cố trên biển. Chúng tôi tiếp tục mở rộng các cái hình thức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân bằng các cái hội nghị tuyên truyền, cũng như là qua các cái tiếp xúc công việc, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nắm bám địa bàn, động viên bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản trái phép theo khuyến cáo của EC, kết hợp với bảo vệ chủ quyền. Xác định tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC không chỉ giúp mặt hàng thủy sản Việt Nam rộng đường xuất khẩu sang các nước, mà còn góp phần quan trọng để hoạt động nghề cá của tỉnh nhà phát triển an toàn, bền vững. Dự kiến trong tháng 7 tới, các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa sẽ mở đợt tuần tra, kiểm tra cao điểm về công tác chống khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm, trong đó nếu xác định đủ căn cứ có thể bị xử lý hình sự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao ven sông Vàm Cỏ Tây, ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành khẩn trương ổn định đời sống các hộ dân bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân xã Phú Ngãi Trị tiếp tục vận động người dân trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, chủ động theo dõi diễn biến sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu địa phương khoanh vùng khu vực đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn, bố trí lực lượng canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, lựa chọn giải pháp, lập thủ tục đầu tư dự án phòng chống sạt lở khu vực nêu trên và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, ngày 12 và ngày 23 tháng 6, tại xã Phú Ngãi Trị xảy ra sạt lở và sụt lún với tổng chiều dài khoảng 54 mét. Còn tại Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông thông báo về việc triển khai thi công xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đà thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông. Công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông đoạn tương ứng từ km 31+950 đến km 32+260 đê tả sông Đà nhằm ngăn chặn kịp thời sự cố sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực sạt lở, đồng thời bảo vệ trụ cầu T13, đảm bảo an toàn cho cầu Trung Hà thuộc quốc lộ 32, giữ ổn định tuyến đê bối Hồng Đà, tuyến đường huyện 80 và các công trình xây dựng. Ủy ban Nhân dân xã Dân Quyền phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công giải phóng mặt bằng và các công việc cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân là anh MVT, trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, bị vùi lấp trong hang tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn ra ngoài. Vụ tai nạn đã vùi lấp 3 người trong hang. Mặc dù các lực lượng chức năng vừa nỗ lực tìm kiếm, vừa chèn chống nhằm gia cố, hạn chế nguy cơ sạt trượt đất đá, nhưng nạn nhân MVT đã tử vong trước khi lực lượng cứu nạn tiếp cận được vị trí. Hai nạn nhân còn lại được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định và đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, trước đó vào khoảng 17h30 ngày 30 tháng 6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, xảy ra vụ sập hầm, nghi là khai thác vàng trái phép. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng để mua vàng tại các ngân hàng thương mại nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Cụ thể, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định có khoảng 4 đến 5 nhóm đối tượng liên quan đến các hành vi thuê mua vàng từ các ngân hàng, đồng thời cho biết điểm đến của số vàng này là các cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố, trong đó có một địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Cũng trong thời gian vừa qua, Công an thành phố và Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phối hợp tiến hành kiểm tra một số cơ sở mua bán vàng miếng SJC theo hình thức chuyển khoản, không có hóa đơn chứng từ. Đoàn liên ngành đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính. Liên quan tới việc xe khách loại 45 chỗ, biển kiểm soát 61B02973 bị lao xuống vực khi đang di chuyển trên quốc lộ 28, đoạn qua tỉnh Đắk Nông sáng 1 tháng 7, làm 2 người bị thương nặng, hàng chục người khác bị thương nhẹ và bị chảy xước. Sáng nay, toàn bộ những người bị thương nhẹ, xây sát được thăm khám tại trung tâm đã làm thủ tục xuất viện và lên xe về Bình Dương. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn ban đầu là do tài xế Hoài điều khiển xe thiếu chú ý quan sát. Tuy nhiên, để rõ được nguyên nhân chính xác, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với lái xe, đồng thời giám định phương tiện để điều tra. Trong phần tiếp theo của chương trình, Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật mới. Tòa án tối cao Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Truyền thông Triều Tiên hôm nay đưa tin, nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, có khả năng mang đầu đạn siêu lớn. Theo truyền thông Triều Tiên, ngày 1 tháng 7, nước này đã phóng thành công tên lửa Hoa Sông 11DA-4.5, có khả năng mang đầu đạn siêu lớn, nặng 4,5 tấn. Tin cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành với một tên lửa có gắn đầu đạn hạng nặng, mô phỏng để xác minh độ ổn định khi bay và độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu ở tầm bắn tối đa 500 km và tầm bắn tối thiểu 90 km. Tin cho biết thêm, Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa nữa trong tháng này để xác nhận đặc điểm bay, độ chính xác và sức nổ của đầu đạn siêu lớn ở tầm bắn 250 km. Trước đó vào hôm qua, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành hai vụ phóng tên lửa, trong đó một vụ có thể đã thất bại. Tòa án tối cao Mỹ hôm qua công bố phán quyết, trong đó xác định cựu Tổng thống Donald Trump có quyền miễn trừ đối với một số hành vi bị cáo buộc hình sự liên quan đến nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của ông năm 2020. Mặc dù phán quyết không có hiệu lực đối với các cáo buộc hình sự khác, nhưng được cho là có thể tác động mạnh đến hệ thống chính trị Mỹ trong tương lai. Theo đó, Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết rằng ông Trump cũng như tất cả Tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi việc bị truy tố hình sự đối với các hành động công vụ thuộc phạm vi chức trách của mình khi còn tại vị, song không áp dụng đối với những hành động theo tư cách cá nhân. Với phán quyết này, phiên tòa cấp dưới xét xử ông Trump với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại đồi Capitol năm 2021 sẽ tiếp tục bị trì hoãn. Vụ việc của ông Trump sẽ được gửi về tòa án cấp dưới để xác định những hành động nào của ông Trump liên quan đến cáo buộc trên là thuộc về công vụ và những hành động nào thuộc về cá nhân. Ngay sau khi phán quyết được công bố trên mạng xã hội cá nhân, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây là chiến thắng cho hiến pháp và nền dân chủ Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho rằng việc tòa đưa ra phán quyết như vậy là một tiền lệ nguy hiểm. Quyết định hôm nay gần như chắc chắn có nghĩa là hầu như không có giới hạn nào đối với những gì một Tổng thống có thể làm. Đây là một nguyên tắc mới, là một tiền lệ nguy hiểm, vì quyền lực của Tổng thống sẽ không còn bị hạn chế bởi pháp luật, thậm chí kể cả tòa án tối cao Mỹ. Những giới hạn duy nhất sẽ do Tổng thống tự đặt ra. Phán quyết mới của tòa án cũng được xem là một thắng lợi lớn đối với cá nhân ông Trump trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng đang diễn ra quyết liệt với đương kim Tổng thống Biden. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây là một quyết định mang tính bước ngoặt đối với hệ thống chính trị của nước Mỹ khi mang lại quyền lực và quyền miễn trừ rộng hơn rất nhiều để bảo vệ các tổng thống Mỹ. Thậm chí, quyết định gây tranh cãi này bị chỉ trích là đưa ông Trump đứng trên luật pháp, không chỉ có khả năng định hình lại quyền lực của Tổng thống mà còn thay đổi toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị nước Mỹ trong tương lai. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt cáo buộc hình sự và bị truy tố trong 4 vụ án khác nhau, gồm cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại đồi Capitol năm 2021, can thiệp bầu cử bang Georgia và cất giữ trái phép nhiều tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này. Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tuyên bố tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu liên quan đến Mỹ và Israel tại một số vùng biển trong khu vực.
Thông báo của Houthi cho biết, các tay súng của nhóm này đã tiến hành 4 cuộc tấn công quân sự nhằm vào 4 tàu thương mại liên quan đến Mỹ, Anh và Israel tại 4 vùng biển khu vực gồm Biển Đỏ, Biển Ả Rập, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sarera khẳng định các cuộc tấn công của nhóm này đều đánh chính xác vào các tàu mục tiêu, song không cho biết kết quả cụ thể. Lực lượng Mỹ cũng như các công ty an ninh hàng hải tại khu vực chưa xác thực thông tin do Houthi cung cấp. Houthi bắt đầu mở chiến dịch tập kích các tàu trên Biển Đỏ và Biển Ả Rập từ nửa cuối tháng 11 năm ngoái nhằm phản đối cuộc chiến do Israel tiến hành vào dải Gaza từ đầu tháng 10 năm ngoái. Theo các báo cáo, hoạt động tấn công của Houthi đến nay đã khiến hàng chục tàu hàng các loại bị hư hại. Các quy định mới về thuốc lá điện tử ở Australia đã có hiệu lực vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 7. Trong đó có quy định phải di chuyển thuốc lá điện tử ra phía sau quầy nhằm hạn chế việc hút thuốc lá điện tử ở giới trẻ. Luật đã được thông qua vào tuần trước sẽ hạn chế việc bán thuốc lá điện tử, chỉ cho phép bán tại quầy thuốc, yêu cầu khách hàng phải tư vấn với dược sĩ trước khi mua. Những người dưới 18 tuổi sẽ cần phải có đơn thuốc chỉ định mới được mua thuốc lá điện tử. Chính phủ chắc chắn cần phải làm nhiều hơn. Ý tôi là ở giai đoạn này, họ thực sự không biết những rủi ro sức khỏe đang diễn ra của thuốc lá điện tử, những rủi ro sức khỏe lâu dài. Đảng Lao động cầm quyền trước đó đã đề xuất quy định cấm rộng rãi hơn, tức là chỉ bán thuốc lá điện tử cho những người được kê đơn. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ Đảng Xanh lo ngại rằng kế hoạch này sẽ hạn chế quyền tiếp cận của những người muốn bỏ thuốc lá và làm căng thẳng hệ thống y tế. Vì vậy, luật được thực thi có điều chỉnh so với đề xuất ban đầu của chính phủ và phần điều chỉnh sẽ có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày thực thi luật. Theo đó, từ nay đến tháng 10 năm nay, những người trên 18 tuổi tại Australia vẫn cần kê đơn để mua thuốc lá điện tử. Sau thời điểm này, người trưởng thành có thể mua thuốc lá điện tử tại các hiệu thuốc mà không cần kê đơn và chỉ có trẻ vị thành niên mới cần đơn thuốc. Tôi đã từ bỏ thuốc lá điện tử vì không biết có gì ở trong. Tôi chỉ hút khi đi chơi với bạn bè và thực sự là nó không có ý nghĩa gì. Tôi không muốn đầu độc chính mình nên tôi muốn bỏ thuốc vì sức khỏe của mình. Ngoài việc chỉ cho phép bán thuốc lá điện tử tại các hiệu thuốc, luật mới cũng hạn chế nồng độ nicotine trong thuốc lá điện tử. Australia cũng đã có quy định nghiêm ngặt và cấm hầu hết việc nhập khẩu mặt hàng này từ đầu năm nay. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Và sau đây là chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.